Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày chủ nhật cuối tuần, miền Bắc chuẩn bị đón một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Miền Trung nắng nóng xảy ra nhiều nơi, còn ở miền Nam thì mưa nhiều về chiều và tối. Cụ thể ở miền Bắc, trong sáng và trưa nay trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ở hầu khắp các tỉnh thành duy trì trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ, có nơi cao hơn. Sau đó, từ chiều nay trở đi, do các hình thế gây mưa cùng hoạt động, thì Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa rất to đến rất to, người dân đề phòng tố lốc trong cơn dông, cũng như nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá vùng đồi núi và ngập úng vùng trũng thấp. Trong khi đó, các tỉnh thành miền Trung đón ngày Chủ nhật với thời tiết nắng sớm, cường độ mạnh, mức nhiệt cao nhất trong trưa chiều nay dọc từ Thanh Hóa cho đến Bình Thuận trong khoảng từ 34 đến 37 độ, trời nắng nóng, thậm chí ở khu vực phía Tây của các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi còn xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao là từ 37 cho đến 38 độ. Ở phía Nam, dưới tác động của rãnh thấp xích đạo có trục vào khoảng 6 đến 8 độ vĩ Bắc. Vì thế, trong chiều và tối nay, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ lặp lại những cơn mưa rào và dông với diện mưa đạt mức rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Người dân đề phòng tố lốc, gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn dông. Còn trưa chiều vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 33 cho đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ là từ 34 cho đến 36 độ, nắng nóng vẫn xuất hiện ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Trên biển, ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông với diện mưa ở mức rải rác, trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Trong khi ở khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa vài nơi, thời tiết tốt. Với thủ đô Hà Nội, thời điểm trước 15 giờ chiều nay, khả năng xuất hiện mưa dông chưa cao, trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ở quanh mức từ 31 cho đến 32 độ. Nhưng chiều và tối nay trở đi, khả năng xuất hiện mưa rào và dông ở Hà Nội sẽ tăng lên trên 70% và đợt mưa sẽ kéo dài sang cả ngày 20 tháng 5. Người dân đề phòng tố lốc trong cơn dông cũng như nguy cơ ngập úng cục bộ do mưa lớn gây ra. Với thành phố Đà Nẵng, xác suất mưa cũng giảm đi nhiều, thấp dưới 30%. Trong ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất tăng lên mức từ 33 cho đến 34 độ, cận ngưỡng nóng. Đến tối và đêm, không khí dịu mát nhờ hiệu ứng gió biển. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm trước 15 giờ trời vẫn nắng ráo, nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 35 cho đến 36 độ, trời nắng nóng vào trưa chiều. Sau 15 giờ chiều, mây đối lưu phát triển, gây mưa dông rải rác. Trong cơn dông đầu mùa có khả năng kèm theo tố lốc và gió giật mạnh nên người dân chú ý đề phòng. Thời tiết miền Bắc trong những ngày tới chịu ảnh hưởng của khối không khí mát phía Bắc có quá trình nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Thời gian mưa chủ yếu tập trung về chiều tối và đêm. Người dân đề phòng tố lốc gió giật có thể đi kèm trong cơn dông cũng như nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá vùng đồi núi. Vào ban ngày, mưa chỉ lác đác vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Trong ngày 19 và 20 tháng 5, sau đó từ ngày 21 tháng 5, mưa giảm nhanh thì nhiệt độ sẽ nhích nhẹ lên từ 1 cho đến 2 độ.
Tại Trung Bộ, thời tiết chưa biến đổi trong 24 giờ tới, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 cho đến 37 độ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ 33 cho đến 36 độ đối với khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận. Sau đó, do ảnh hưởng của hình thế gây mưa phía Bắc, từ đêm 19 tháng 5 sang ngày 20 tháng 5, mưa sẽ xuất hiện rải rác ở các tỉnh phía Bắc. Còn với khu vực Nam Trung Bộ, từ ngày 21 tháng 5, do đới gió Tây Nam bắt đầu hoạt động nên mưa cũng gia tăng về diện và lượng tại đây. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nơi bắt đầu chịu tác động của đới gió Tây Nam tầng thấp kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp xích đạo từ phía Nam nên mưa dông sẽ xuất hiện đều hơn tại đây. Thời gian mưa tập trung về chiều tối nên người dân cần hết sức đề phòng với khả năng ngập úng khu vực trũng thấp. Do mưa tăng nên nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Nam Bộ chỉ từ 31 cho đến 34 độ, khu vực Tây Nguyên là từ 29 cho đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trong 3 ngày tới, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa thịnh hành gió đông đến đông nam, sau chuyển dần sang hướng nam đến tây nam, cường độ cấp 4, cấp 5, mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải. Thank you.